Với SBTN Go, khán giả khắp nơi trên thế giới có thể xem các chương trình âm nhạc, tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí và phim bộ mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh chất lượng, giá chỉ có 9.99 đồng cho một tháng. Tải app SBTN Go và ghi danh ngay hôm nay để được xem SBTN trên TV, điện thoại, iPad và trên máy tính. SBTN, hệ thống truyền hình được phát hành 24/7 để phục vụ khán giả Việt Nam tại hải ngoại. Trân trọng kính chào quý khán thính giả theo dõi SBTN Morning với đội chúng Mai Phi Long. SBTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SBTN. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 17 tháng 8 năm 2021. Xin chào anh Đỗ Dũng. Chào Mai Phi Long và kính chào khán giả SBTN. Trước khi bắt đầu chương trình, chúng tôi cũng xin thông báo sơ sơ quý vị cái chương trình một chút quà cho quê hương hôm thứ bảy vừa rồi. Cho đến giờ phút này thì chương trình đã thu được hơn 100.000 đô la và bây giờ thì vẫn tiếp tục chiếu lại những chương trình ca nhạc đó và quý vị có thể xem mỗi ngày và quý vị vẫn có thể tiếp tục đóng góp qua cái địa chỉ cho cái quỹ bên em đang có ta để đài truyền hình SBTN chuyển số tiền này về cho Hội đồng Giám mục Việt Nam giúp những người Việt Nam bị Covid-19 đang hoành hành tại quê nhà. Một lần nữa xin thay mặt đài cảm ơn tất cả quý vị hôm thứ bảy vừa rồi đã đóng góp, cũng như trong những ngày tới sẽ tiếp tục đóng góp một chút quà cho quê hương. Và cảm ơn anh Long, bữa tôi thì không có được ở đây nhưng mà tôi ngồi nhà tôi coi, thì tôi coi cái đoạn ông giới thiệu, tôi không coi đoạn hát bởi vì ngày nào tôi nghe ông hát rồi, nhưng mà tôi nghe nhiều người bảo là ông hát hay lắm, MC hát không thua gì ca sĩ, thì chắc khi tới anh cho tôi làm MC lên hát đi được không? Xin mời kỳ không, nếu mà tôi là MC mà anh có mặt tôi mời anh hát. Ôi trời, tôi mà nhiều hát khi tiền lại view vô nhiều hơn. Tôi mà hát là tiêu luôn. Thì một lần nữa xin nhắc nhở quý vị là tiếp tục đóng góp cho cái chương trình một chút quà cho quê hương để giúp đỡ đồng bào quê nhà vượt qua cơn đại dịch. Và bắt đầu chương trình thì thưa quý vị, tình hình tại Afghanistan khá là ổn định, tuy nhiên vẫn còn những cái chuyện gọi là lôi thôi ở tại phi trường Kabul. Đây là cái phi trường mà bây giờ cái nơi này là cái nơi mà gọi là hỗn loạn nhất. Chúng ta cũng biết rồi, nhiều người chạy ra đây để hy vọng lên được máy bay để mà đi ra nước ngoài. Và đã ngày hôm qua đã có hỗn loạn, có tiếng súng nổ, quý vị nghe sau đây. Đã, quý vị thấy đó, có một người cầm AK bắn chỉ thiên lên trời. Thì có lẽ là họ bắn là để cho những người này không có tới gần cái cổng phi trường vào. Đó, quý vị sẽ coi cái cảnh nhiều người leo hàng rào vào phi trường. Họ leo lên những bức tường bê tông rất là kiên cố để họ hy vọng là họ có thể lọt vào bên trong đó để thoát ra nước ngoài trong cái tình cảnh hiện nay. Mà được cái thì cũng không có nghe thấy ai chết chóc cả. Ngày hôm qua thì thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận là quân đội Mỹ ở tại phi trường Kabul có bắn chết hai người vũ trang. Họ thấy là nguy hiểm bởi vì hai người này có thể gây nguy hiểm cho quân đội Mỹ. Thì họ không rõ là hai người này có phải thuộc nhóm Taliban hay không, hay là dân thường, người ta chưa rõ. Nhưng mà tại vì thấy hai người này có vũ trang cho nên quân đội Mỹ đã bắn và Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận cái chuyện này. Và đây quý vị thấy cái cảnh mà người ta tụ tập đến phi trường, người ta kéo lê những cái vali, rồi có cả người lớn, con nít, đủ thứ hết. Mà thực sự thì nếu mà nhìn cái hình ảnh này nó không đến nỗi hỗn loạn lắm so với các cái nơi khác mà tôi từng chứng kiến qua truyền hình. Nói chung người dân người ta bu đến đây nhưng mà người ta không có kiểu mà cướp bóc hay là đánh nhau hay dành gì cả. Họ chỉ leo thôi. Và quý vị thấy đó, cái tường của vào phi trường đó, ở bên trong có lính gác nhưng mà người ta vẫn leo. Ở đây là những cái người dân mà người ta bế con ra đi, người ta tìm cách người ta lọt vào đây. Thì quý vị nhìn đây đó, mình nhìn như vậy, đây là những cái người mà thành phần mà gọi là khá giả Afghanistan. Những người này đa số họ là thông dịch viên giúp cho quân đội đồng minh và Hoa Kỳ trong thời gian 20 năm NATO cũng như Hoa Kỳ chiếm đóng Afghanistan. Họ tìm cách họ đi vào để mà họ được đi ra nước ngoài, tùy theo họ hợp tác với quốc gia nào thì quốc gia đó sẽ chở họ đi. Nhìn như vậy chứ đây là thành phần là quan có học anh Long, chứ không phải là dân thường tình đâu. Chứ dân thường thì nhìn họ thê thảm lắm. Mình nhìn họ như vậy chứ đây là dân khá giả hết, có trình độ đó. Quý vị thấy đó, họ
đứng trên các bức tường bê tông họ đang tìm cách họ leo vào đây, họ leo vào đây nè. Đó. Thì cũng không thấy có hỗn loạn gì lắm, như là không đến nỗi mà đánh nhau hay này kia bắn nhau. Đó. Họ cứ leo vào thôi, rồi vào được hay không tính sau. Và chúng ta thấy một điều nữa chúng tôi chú ý là chúng ta thấy một số những người mà gọi là chiến binh của Taliban có mặt tại đây nhưng họ không có ngăn cản. Đúng rồi, không tại thế anh em cái vùng đất người ta kéo vali đi nè, kéo vali đi đâu, ông đồng vác cái vali đi. Thì đúng rồi, Taliban thì họ cũng đạt được cái thỏa thuận với lại bên phía các nước đồng minh, đặc biệt với Hoa Kỳ. Có lẽ họ cũng để những người này đi mà thôi, chứ họ cũng không có cản trở làm cái gì. Và ngày hôm qua thì cái chương trình di tản có tạm ngưng chút xíu, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì đã được tái tục. Nhưng mà ngày hôm qua, thưa quý vị, có một bức hình mà nó xuất hiện vào ngày Chủ nhật vừa rồi. Trên cái chiếc máy bay mà hôm qua chúng tôi cho quý vị coi, chiếc máy bay C-17 Globemaster đó. Đó, đây này. Mà nó chạy đi mà có những cái người mà đứng ở dưới đó và leo lên đó. Thì tôi được biết là ngày hôm qua là có 7 người bị rớt. Nghĩa là rớt xuống đó anh Long. Và bị chết khi máy bay bay lên. Và khi máy bay đáp xuống đó thì có một cái càng máy bay. Họ nó không mở được bởi vì trong đó kẹt một người chết. Khi mà xuống dưới đất đó, thì họ thấy một người nằm chết trong đó. Và cái càng máy bay nó kẹt luôn, họ không mở ra được. Nhưng mà máy bay vẫn đáp xuống không được. Nhưng mà cái quan trọng nhất là một tấm hình, thưa quý vị. 640 người ngồi chật kín ở trong cái chiếc máy bay C-17 đây. Đây là cái hình ảnh mà phải nói là gây chấn động ngày hôm qua. Đó, do quân đội Mỹ chụp được anh Long. Bộ Quốc phòng Mỹ họ release cái tấm hình này ra, cho thấy là đây là những người mà thông ngôn, những người làm việc. Mà tất nhiên cũng có một số người là không phải làm việc cho Mỹ, họ trà trộn đây tới lúc này thì chả biết ai vào với ai cả. Nhưng mà hầu hết những người này là họ được cấp visa, họ đã được làm giấy tờ vân vân. Nhưng mà họ ngồi còn hơn cả các hộp nữa ở trong máy bay. Anh nhìn vô những ban đầu tôi không nghĩ ra là cái máy bay nó to thế, mà nhìn kỹ lại thì thấy đó là máy bay. Tôi có cái hình màu rõ hơn cái hình đó. Anh Thanh cho xem cái màn laptop của tôi. Cái này của hình của Reuters đưa ra rất là rõ, màu sắc rất là rõ luôn. Vâng. Thì đây là cái tấm hình mà ngày hôm qua. Nói chung ngày hôm qua đó có hai cái hình ảnh mà thế giới chú ý nhất. Đó là cái hình ảnh mà cái chiếc máy bay C-17 chạy trên phi đạo, người ta chạy dưới và người ta bám lên. Cái hình thứ hai là cái hình này sáng hôm nay người ta mới release ra. Người ta mới tung cái hình này ra, trình hình chụp hôm thứ bảy, hôm Chủ nhật. Thì nó cho thấy là cái tình trạng nhiều người họ tìm cách họ lên. Và cái chiếc máy bay này thì là cuộc phi đoàn 436 đóng tại căn cứ Dover Air Force Base ở bên tiểu bang Delaware. Và họ họ tung cái tấm hình này ra để cho thấy cái tình trạng mà người ta tìm cách cái di tản đây nào. Ngoài ra thì người ta cũng tung ra, các cơ quan truyền thông hãng Reuters tung ra những cái hình ảnh satellite ở trên gọi là vệ tinh, chụp xuống họ thấy đây, quý vị thấy phi trường Kabul, lát quý vị thấy là người đông như kiến. Đây là những tấm hình mà chúng ta nhìn đấy, đó chúng ta thấy là máy bay, đây là những máy bay dân sự, quý vị thấy nó có cái tờ nổ ra đó, và chúng ta thấy lát đác rồi lát quý vị sẽ thấy những bức hình kế tiếp đây, quý vị thấy người ta chạy, người ta đi ở dưới sân ở chỗ mấy cái mà phi đạo đó, mà lúc mà máy bay taxi vô đó, khu vực là taxi đây, quý vị thấy người ngổn ngang hết đó, người ta rất là hình ở trên vệ tinh chụp xuống thấy, dạ đó quý vị thấy không, anh Long thấy không, nghĩa là họ đứng sát cái đường băng luôn đó, họ chờ máy bay, thấy cái xe hơi nhỏ xíu ở đó, người ta đây quý vị thấy không, người ta đổ ra phi đạo luôn, người ta chạy qua phi đạo. Đây là cái những hình ảnh mà hãng thông tấn Reuters cho thấy. Lát anh thấy một cái đoạn đường xe hơi, xe kẹt cứng luôn ở bên ngoài phi trường. Anh ta thấy cái hình kế tiếp sẽ thấy. Đây, anh thấy không? Đó, kẹt xe. Đó, kẹt xe là xe tới được là tất cả ngã tư đều bị kẹt lại hết. Đó, đây là cái hướng mà đi vào phi trường Kabul là hôm qua người ta chạy xe ra. Và như hôm qua tôi có nói quý vị đó là tôi nghe là NPR họ tường thuật có những chiếc xe là họ chạy tới đó anh Long, họ bỏ chìa khóa luôn. Mở cửa không có nhu cầu lái xe nữa. Chúng tôi lên máy bay là tôi biến, tôi bỏ xe lại luôn, bỏ xe hơi lại luôn, rồi bỏ để nguyên chìa khóa trong xe, ai muốn lái muốn làm gì làm. Thì đó là những cái hình ảnh cho thấy rằng là cái cuộc chiến Afghanistan trong những ngày cuối cùng. Và ngày hôm qua như chúng tôi nói với quý vị đó là Tổng thống Joe Biden đã trở lại Tòa Bạch Ốc, và vào lúc 3:45 chiều giờ địa phương ở Washington DC, ông đã có bài phát biểu liên quan đến cuộc chiến Afghanistan. Xin mời quý vị nghe sau đây. We went to Afghanistan almost 20 years ago with clear goals.
get those who attacked us on September 11, 2001, and make sure al-Qaeda could not use Afghanistan as a base from which to attack us again. We did that. We severely degraded al-Qaeda in Afghanistan. We never gave up the hunt for Osama bin Laden, and we got him. That was a decade ago. Our mission in Afghanistan was never supposed to have been nation-building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. I've argued for many years that our mission should be narrowly focused on counterterrorism, not counterinsurgency or nation building. That's why I opposed the surge when it was proposed in 2009 when I was vice president. And that's why, as president, I'm adamant that we focus on the threats we face today in 2021, not yesterday's threats. Today, the terrorist threat has metastasized well beyond Afghanistan. Al-Shabaab in Somalia, Al-Qaeda in the Arabian Peninsula. Vâng, thưa quý vị, đó là Tổng thống Joe Biden trong bài phát biểu ngày hôm qua trước ống kính truyền hình quốc gia nói về tình trạng tại Afghanistan. Thì quý vị thấy là ông cũng nói là mục tiêu của Hoa Kỳ là vào trong Afghanistan để mà gọi là bứng gốc cái nhóm khủng bố mà đã tấn công Hoa Kỳ. Và đó là mục tiêu duy nhất mà Hoa Kỳ đạt được. Và ông cũng cho biết là ông không hề hối tiếc khi mà quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan. Ông nói rằng là ông bị đặt trước một cái chọn lựa là tiến hành một cái thỏa thuận mà chính quyền Donald Trump đã đạt được trước đó để rút quân Mỹ trong năm nay. Thay vì gửi thêm hàng ngàn binh sĩ Mỹ trở lại để tiếp tục một thập niên thứ ba của cuộc chiến. Là ông nói tôi đã không làm cái điều đó. Nhưng mà ông cũng thừa nhận rằng là không ngờ là chính quyền Afghanistan tan rã nhanh chóng hơn là dự trù. Và ông cũng khẳng định là sẽ không lập lại lỗi lầm của quá khứ cũng như không hối tiếc quyết định của mình khi thực hiện cái thỏa thuận rút quân mà ông Trump đã đạt được. Và ông cũng nói là ông tin tưởng quyết định của ông. Và ông cũng cho hay là sau 20 năm tôi học được bài học là không bao giờ có thời điểm tốt đẹp để rút quân Mỹ khỏi một bất kỳ một nơi nào trên thế giới. Có nghĩa là rút vào lúc nào thì cũng bị nghĩa là mang tiếng, cũng bị nghĩa là ảnh hưởng. Bởi vì mình là tổng thống thì mình phải chịu. Và đồng thời ông cũng khẳng định rằng cái chuyện rút quân này cho thấy là ông không muốn có thêm sự hy sinh của quân nhân Mỹ tại Afghanistan. Khi mà giới lãnh đạo chính trị ở đây bỏ chạy, quân đội quốc gia Afghanistan không còn muốn chiến đấu nữa. Ông nói là ông thà bị chịu sự chỉ trích về tình hình Afghanistan hơn là để một tổng thống thứ năm, tức là tổng thống kế nhiệm, phải đưa ra quyết định này. Thì và ông cũng xác nhận cái điều, cái chuyện mà rút ra khỏi Afghanistan là điều đúng đắn cho nước Mỹ, và duy trì sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Afghanistan không còn là điều cần thiết cho quyền lợi an ninh quốc gia của Mỹ. Đó thì cái này anh Long thấy là bây giờ ông cũng nói thẳng luôn, ông cũng nhận cái lỗi của ông là bây giờ tôi lên tôi rút rồi tôi chịu trách nhiệm thôi. Nhưng bởi vì tôi không rút thì cũng đã có người quyết định rút rồi. Thì thưa quý vị, lịch sử nó đưa cho ông đến một cái chỗ mà gọi là bị mang tiếng trong cái chuyện này. Và chắc chắn là một chịu trách nhiệm thôi, không thể chối cãi được rằng Afghanistan đã bị thất bại và sụp đổ dưới chính quyền Joe Biden. Nói chung là như vậy. Nhưng mà nếu đi mà kỹ nhìn kỹ bên trong thì chúng ta thấy rằng là chẳng lẽ ông lại duy trì thêm 4 năm nữa là giao cho người thứ năm làm. Ông nói rõ tôi không muốn giao cái chuyện đó. Bởi vì càng duy trì thì dân Mỹ càng chết ở đó và Mỹ càng tốn tiền ở đó. Và nếu trên đời không có chữ nếu, nhưng mà ở đây mình đặt cái chữ nếu, giả sử như ông Donald Trump thắng cử ngày 3 tháng 11 năm 2020 thì bây giờ ông Donald Trump rút quân vào 1 tây tháng 5 thì chuyện này có xảy ra không? Chúng ta không biết. We don't know. Nhưng mà chúng ta cũng đặt luôn cái giả thiết mà fan cứng Trump rất thích. Đó là nếu ngày 13 tháng 8 vừa rồi, ngày thứ 6, nếu mà ông Biden đi ra khỏi tòa ốc để ông Trump trở lại theo lời mà fan cứng Trump mong muốn, cũng như theo lời ông Michael Lindo là cái gọi là tổng giám đốc công ty MyPillow muốn, thì có xảy ra 15 tháng 8 không? Chúng ta không biết luôn. Mà chưa chắc ông Trump quay trở lại. Tôi muốn ra 1 tháng 5 mà bây giờ
Một tháng năm ông không rút mà ông đưa tôi vô lại tòa Bạch Ốc 13 tháng 8 thì tôi hốt ổ, hốt vỏ sao? Nhưng mà hốt vỏ thì cũng đúng, bởi vỏ đó vỏ của ông ăn ốc. Bây giờ ông Biden hốt vỏ. À. Còn nhiều chuyện dài trong chuyện này lắm, chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị sau phần quảng cáo. Xin quý vị đừng rời màn hình SPTN.